Hi à, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại kênh trang game của mình em và trong video lần trước thì mình đã sở hữu được uh, cây gậy đá biển của mocker rồi em và trong uh, video lần này đó thì uh, mình sẽ chỉ cho anh em một cái uh, căn hầm bí mật Nói căn hầm bí mật thôi có thể là đây là một cái lỗi mà do những builder map làm còn sai sót em rồi bây giờ không linh tinh liên thiên làm mất thời gian của các anh em nữa Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào vấn đề và chủ đề của ngày hôm nay luôn em Thì cái căn hầm đầu tiên á thì mình đã có chỉ anh em rồi. Thì cái căn hầm này là để dành phục vụ cho update 11 em Và anh em nào cũng biết hết rồi. Đây. Thì nếu mà anh em nào không biết thì anh em có thể là làm giống mình lại thêm một lần nữa ha. Đó, như thế này thôi. Rồi ok. Là cánh cửa căn hầm sẽ mở ra em và cánh cửa này sẽ dẫn đến những cái rương chết vô cùng nhiều để anh em có thể lụm lặt được các kiểu em nhưng mà video ngày hôm nay thì mình sẽ không chỉ về cái căn hầm này mà sẽ chỉ một cái căn hầm khác nữa em bài lên lụm chết cái anh em lỡ hình hình được khay của râu đen sao đấy ở trong đây thì có tầm khoảng 5 rương chết nha anh em lụm 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 cũng tầm được cái nhiệm vụ à, chứ giỡn chơi đâu update tiếp theo thôi chờ up 11 vậy anh em không biết là nhân vật đó bán buôn cái gì em thì phải chờ up 11 mới biết được bây giờ thì mình sẽ dẫn anh em đến một cái căn hầm hoàn toàn mới mẻ luôn thì cái căn hầm này á thì lúc trước mình tìm được mình tưởng đâu là minh giấu cái gì ở bên dưới có quyền cơ lắm nào ngờ không phải anh em à rồi mình sẽ dẫn anh em đến cái căn hầm đó em thì muốn đến được cái căn hầm đó đó thì anh em phải đi sát vào đây. Sẽ có một cái lỗ nhỏ nè. Thì ở cái lỗ nhỏ này đó. Thì anh em sẽ rắn xuống. Đấy. Sẽ rắn từ từ xuống. Cái con nhân vật của anh em sẽ bị rớt xuống đây ha. Để từ từ để mình uh, ali anh em cái đã. Mạng mình nó hơi bị lắc đó anh em. Nên là mong anh em không cảm thấy Mấy nay thì mình nghĩ là nếu mà anh em nào xài mạng nhà. Thì cũng đã có cái trường hợp đó xảy ra rồi. Mạng lắc là kinh khủng. Vào game thì cực kỳ khó khăn luôn. Rồi, bấm Ali không được luôn nè anh em Vậy là bị gì rồi, bị gì rồi Thì đó Thì à, mình cũng không biết là nó bị cái gì thì kệ đi ha mình, Ali không được nè Nhưng mà bây giờ mình đã rắn được xuống cái căn hầm này rồi Đây Thì ở cái căn hầm này đó thì muốn giấu một nhân vật nào đó ở dưới đây thì phải nói là cực kỳ đơn giản và easy luôn Anh em thấy không Bây giờ à, giấu một nhân vật nào đó, đứng đây một cái coi Anh em tìm ra không ha, khi quan sát cũng tìm ra không sao ra được? đứng đứng trốn trong hốc vậy là tìm phải nói là cực kỳ khó khăn luôn thấy không đó có một bạn đã rắn xuống rồi nè mình coi coi cả Ali vô được không? không đồng ý được nha anh em nó bị lỗi rồi. mà do mạng nhà mình á, tại mấy nay nhà mạng mạng nhà mình thì nó cũng có cái trường hợp lỗi rất là nhiều luôn. mà nói lỗi thôi là do mạng nó chậm đó anh em chứ không phải là mạng lỗi nữa mạng chậm dẫn đến chậm game và gây ra những cái uh, lỗi mà không đáng có xảy ra thấy không. Chẳng hạn như uh, đánh quái, đánh quái hay đánh boss gì mình đánh bụp 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 bụp. Thấy quái không mất máu, rồi thấy quái đánh mình cũng không mất máu mà mình lát mình nằm ra mình chết. Đó. Đó là do mạng chậm nên là mới hành hành hình hình ra cái lỗi đó nên là anh em cũng có độ đừng có đổ thừa admin hay là những builder của họ tội họ em là do mạng nó chậm quá đó nên là nó tải chậm game của các anh em mới gây ra cái trường hợp đó rồi mình sẽ reset cho anh em coi nè có thể là mình reset nó không chết luôn á à chết 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 nhưng mà sao mình bấm mình bấm ali là không được nha bấm ali không được anh em à Đây này đồng ý luôn nè ok đi miễn là con nhân vật của mình còn ổn là được ha rồi lại nè mình sẽ chỉ anh em lại cái căn hầm nữa em mình nghĩ là anh em đã nhớ rồi nếu mà anh em không nhớ thì anh em cứ chạy lại ngay cái cổng này Nhìn phía bên tay phải Đây, anh em lướt lại đây Rồi ở đây nó có một cái lỗ nhỏ Thì anh em chỉ cần rắn, rắn từ từ xuống ha Rắn xuống cái lỗ này thôi Đó, rồi ok Là anh em sẽ vào được bên trong Anh em, anh em rắn mà phải rắn từ từ thôi nha Chứ đừng có gấp gáp quá Có thể là anh em bấm control cho nó đi chậm lại Cho nó dễ dàng rắn ha Chứ còn nhân vật của các anh em ở tộc thỏ thì nó tăng động lắm Cũng khó rắn vào đây thì khi vào được trong đây đó có thể là sẽ có một nhân vật nào đó quyền bí xuất hiện ở trong đây để anh em mua một món đồ nào đó nhưng mà mình nghĩ là chuyện đó không có đâu do admin và những builder của họ builder map nó bị lỗi đó anh em kéo kéo vẫn chưa xác á anh em thấy nè kéo vẫn chưa xác nên là còn cái lỗ như thế này ha và khi lên đó thì phải nói là khó khăn vô cùng à Đâu phải muốn lên là lên đâu anh em Đấy Sử dụng chiêu để mình đục lên ha Chiêu của Super Hình Minh Hoặc là anh em show ru lên Đó anh em thấy không Cái lỗ đây ti ti bé xíu Vậy nhưng mà mình có thể rắn vào Tại vì á Nếu mà muốn bích được cái chỗ này á Thì admin và những builder của họ phải kéo sát vô một tí nữa Kéo cái này bự ra tí Kéo sát vô ha sẽ bích được cái lỗ này Đó Chỉ đơn giản vậy thôi anh em à Cái lỗ này không biết là chứa nhân vật bán buôn gì ở trọng không Mình nghĩ á là không phải là nhân vật bán vuông đâu mà cái đó là do ý kiến cá nhân của mình thôi chứ uh, cái này á là do những hạt và những builder của họ làm bị lỗi thôi chắc là tương lai uh, họ sẽ fit lại nếu mà những hạt hay là builder của họ hay một trong những thành viên mà làm ra cái game uh, lock này đó mà xem được video này của mình thì uh, hãy sửa cái lỗi đó ha kéo lại để cho những anh em đừng có vào động tham quan rồi đón già đón non đón bừa là sẽ uh, ra cái này rồi ra cái kia rồi update 11, update 12 là sẽ ra được cái món này, món này nằm trong cái hang đó Đúng á Là update 11 Thì anh em mở cái căn hầm ở trong đây đó Thì chắc chắn là cái nhân vật kia đó Thì sẽ bán buôn cho anh em một cái gì đó Hoặc là làm một cái gì đó mình không biết Tại vì mình cũng không dám đón anh em à Tại vì đón già ra non mệt lắm Nên là thôi em Nên là cái chuyện đó thì mình chờ, mình chờ admin ra đi rồi mình à, vô trổng trải nghiệm luôn chứ giờ à, đón đón con trâu ra bò đón đón bò ra dịch chết rồi nên thôi cái chuyện đó thì à, để từ từ chờ đợi update tiếp theo em còn hiện giờ là từ 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 từ, từ, từ thủng thẳng trải nghiệm ss10 em à Update 10 mình hiện tại giờ vẫn chưa full nè Ubi hiện tại vẫn chưa có rồi cái cây kiếm của cla vẫn chưa có. Đấy. Hai món đó hiện tại vẫn uh, chưa xuất hiện ở trong cuộc đời của nhân vật của mình ha. Nhưng mà không sớm thì muộn thì cũng sẽ có thôi. Nếu mà thật sự mà mở bán trái Ubi thì mình nghĩ là trong server này có một độ nát kinh khủng. Tại vì trái Ubi là một cái trái quỷ phá hoại cực kỳ luôn. Chỉ cần một bạn rơm thì những bạn khác cũng sẽ rơm theo. Mà khi mà đã rơm theo rồi đó thì đùng đùng rầm rầm âm âm là chuyện rất là bình thường trong clip của Hoạt các bạn thấy trái UB chém văn nhà văn cửa núi đồi cây cỏ chém bay miêu hết đấy thì một bạn chém thì sẽ rất là bình thường nhưng mà mười bạn mà tập trung chém như vậy đó thì xe vợ sẽ cảm thấy là một sự rất là bất thường mà khi đã bất thường như vậy sẽ xảy ra hiện tượng lắc rồi vừa vào server không biết lý do tại sao nằm đóng. Vừa mới xuất hiện ở chỗ Shibam. Ôi tại sao mình chết. Lý do tại sao nằm đóng như đóng rác vậy. <laughs> Nên là server mà có nhiều anh em ăn đá quỷ ubi cũng độ nguy hiểm cực kỳ cao nha. À, vào đây đánh đông pha Bingo. Thằng Go cũng không có mà đánh luôn. Thằng Go đội xô trốn rồi. Vậy thì bây giờ uh, đi đến một chỗ khác nữa hay không. Trời ơi không được tức ghê luôn á. Ok không sao Bây Giờ mình lết qua chỗ Bellamy đi ha Bây giờ có nhận nhiệm vụ đi chăng nữa Hay là không nhận nhiệm vụ gì đó Thì cũng phải lại đây Coi thử Bellamy có sống hay không Chắc mình nghĩ là anh em đập nó ra bả rồi Ô oh, Sống sống nhân răng nè anh em Bellamy bê, bê, bê còn sống Nhưng mà hiện tại thì không có Ali nem em vào sao mà đánh đây ok 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 dạt ra đủ đam rồi đó chắc mình nghĩ là mình mình bứa nãy giờ là đảm đu rồi đó đó để anh em tập trung đánh đi làng khối huyền ảo superman sợ mình trúng những bạn mà chưa ly á đây rồi, ok không xài chiêu nữa bạn kia đang đứng trước mình nên là không dám xài chiêu miễn là mình đảm đu là được rồi anh em à ý Xài cái gậy đá biển mới đúng chứ Trời ơi thiệt tiền Thiệt cái tình mà chạy gậy đá biển để cho nó lên điểm mastery Nhưng móc super hình minh ra Mình chứ đâu phải bác tô rồi nói nói vậy cũng bốn trăm mấy rồi cha anh em giỡn đâu mà Super hình mình full quýnh rác lắm à Chơi có rác nú lắm mà vẫn chơi đâu nhầm vụ đánh đi mình thì mình chắc giờ mình nghĩ là nó lăn lê lăn lê lóc xác ra rồi vậy thì trường lại luôn hồ bika anh em bài sáng sáng cả bầu trời hay không thì giờ anh đi ở bên đây thì đi bika không đi bika thì đi mochi mochi đi cũng rất là lẹ luôn mochi vây sinh hai thì nghe mình nghe nghe thiên hạ đồn rằng thôi thiên hạ và anh em đồn rằng là Mochi sinh 2 là cần phải à, được 20 triệu bounty Thì mới có thể có được ôi Một cuộc thảm sát Một cuộc thảm sát sẽ xuất hiện ngay thôi anh em à Tại vì à, muốn cài lên được 20 triệu bounty Thì à, cái số mà anh em nhận được đó Thì nó vô cùng đáng kinh ngạc Tại vì khi mà 20 triệu boti vào server đó Thì ngạc nhiên không anh em Ngạc nhiên, ngạc nhiên chứ Sao không ngạc nhiên Rồi có được Mochi Version 2 nữa Nghe thiên hạ đồn thôi nha anh em Mình chưa xác nhận được cái tin này là cái tin Giả hay là cái tin thiệt hay không Nhưng mà không có lửa làm sao có khói Chắc mình nghĩ là thiệt là vậy rồi Tại vì 10 triệu boti lúc trước là được cái Để triệu hồi du biển Còn bây giờ là 20 triệu Thì chắc chắn phải có một cái phần thưởng gì chứ anh em lúc trước là một triệu á một triệu là được cái vũ à, khí của à, xanh tóc đỏ với sinh hai nó à, nhầm chứ cái cây của xanh tóc đỏ úp lên được với sinh hai chứ nó mười triệu thì được cái à, đồ triệu hồi du biển và 20 triệu thì à, Mochi mua sinh hai tại vì mình không thấy sự xuất hiện của Mochi chi sinh hai đâu hết ui 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 ali không được không dám đánh Fujitura luôn đó anh em, tại vì anh em tập trung quá đông Mình không dám ra tay luôn á chắc là không đủ đam rồi anh đi quan sát lên để né anh em ạ rồi xong quy tiên bà tiền xong kết thúc rồi anh ơi vui vẻ không quạo wow, ly ơi đô nét em robert anh ơi trời ơi robert bây giờ à, cũng không có mà xài nữa đó anh em dạo này nghèo khổ lắm có có mấy bạn nói á là định tặng trái quỷ ubi cho mình thôi thôi này mình nói thiệt anh em đừng có mua hành chi cho tốn kém để robot đó anh em xài đi anh em mà muốn mà ủng hộ robot cho mình đó thì anh em vào group của mình đó mua một cái áo hay là một cái quần 10 15 robot là mình cảm thấy vui rồi đó là anh em đã ủng hộ mình rồi đừng tốn vào những cái vật vô bổ xa xỉ đó những anh em giàu cũng vậy tiền á là ba mẹ anh em làm cực khổ ra nên là anh em xài đó thì cũng vừa vừa phải phải thôi xài phải xài đúng mục tiêu đúng mục đích chứ anh em xài vào game này á thì anh em mua một cái trái quỷ đó chẳng hạn như mình lấy ví dụ anh em đó mua một trái quỷ ubi hiện tại là bán bao nhiêu robot ta hình như là trên 2.000 đó mình cũng biết con số chính xác nha là trên 2.000 robot thì anh em mua thì đổi ra tiền việt đó thì tầm tầm khoảng cũng rất là nhiều tiền nha anh em khoảng đầu năm 600 ngàn gì đó thì mình cũng không tính ra được cái con số chính xác tại vì mỗi web á mỗi web mỗi group thì nó sẽ à, bán buôn robot khác nhau còn riêng mình đó là mua trực tiếp ở trên Roblox nên là 20 đô 20 đô là được 1 800 1 8 robot vậy thì tính ra đó là 10 đô là 230 10 đô là 230 ngàn thì 20 đô là 460 đây 460 thì mình chỉ được 1 tám thôi đó mà trong khi á, có bạn nói tặng cho mình trái quỷ UB Thì mấy bạn phải bỏ ra tầm khoảng 600 ngàn mới tặng cho mình được trái quỷ UB Nhưng mà thôi, các bạn đừng tặng mình trái quỷ UB ha Mấy bạn giữ robot đó để xài phục vụ cho riêng cá nhân của mấy bạn Tại vì số tiền đó đó Thì mình không biết là mấy bạn giàu á Thì coi số tiền đó bình thường như cỏ rác nhưng mà đối với mình hay là đối với những bạn khác đó thì số tiền đó phải nói là thật sự là lớn ha Nên là mấy bạn cứ giữ cái số tiền đó để xài cho riêng cá nhân của mấy bạn Còn mà mấy việc mà tặng gì cho mình đó Thì mấy bạn chỉ cho mình 10 robot hay 15 robot mình cảm thấy vui rồi Nhưng mà các bạn vào group của mình đó Mua ủng hộ một cái áo hay là một cái quần gì đó là bạn đã ủng hộ robot uh, cho mình rồi em một bạn mua hai bạn mua 10 bạn mua 100 bạn mua thì mình cũng đã có một cái số uh, robot nhất định của các bạn ủng hộ rồi em rồi thì mình nghĩ là trong video ngày hôm nay thì cũng không còn cái gì để quay <laughs> giờ anh <nên> em xem đâu <laughs> rồi thì cũng cảm ơn anh em và các bạn đã bỏ hết thời gian ra theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video lần sau và kế tiếp nhé bye bye anh em và mình xin chúc anh em và các bạn sẽ có một ngày tốt lành và luôn 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 vui vẻ và thành công trong công việc cũng như là công việc học tập của bạn ha tuy là corona hiện tại thì mấy mấy anh mấy chị mấy em mấy gì mấy chú mấy bác hay là mấy bạn nhỏ gì đó thì cũng đã nghỉ học hay là nghỉ làm nghỉ việc gì hết rồi nhưng mà một cái thời gian sau đó thì cũng sẽ làm lại nên là mong mong là cái dịch này mau sớm qua đi thì tất cả anh em có thể là được đi học lại và những những anh anh, chị, cô, dì, chú, bác thì sẽ đi làm lại bình thường để có thêm thu nhập trang trải gia đình và cũng trang như là trang trải cho cuộc sống nhé Rồi hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video lần sau và kế tiếp của mình nha. Bye ba anh em.